Hôm nay em sẽ vệ sinh cái đèn bắt mũi nha cả nhà. Và em sẽ sửa một cái đèn bắt mũi nó bị hư dây điện nữa cả nhà. Bây giờ là em tháo những cái con ốc này ra. Xong rồi em lấy bóng đèn ra em vệ sinh sạch sẽ những con mũi mà cái đèn bắt mũi á, nó bắt ở trong đó rất nhiều mũi á cả nhà. Úc sẽ lấy cái cây này úc quét cho nó sạch hết những con mũi với lại bụi bặm ở trong đó, quét sạch hết ra nhiều mũi lắm cả nhà, quá trời mũi luôn. Cái đèn bắt mũi này thì lâu lâu mình phải làm vệ sinh cho nó sạch sẽ thì nó mới bắt được nhiều mũi nữa đó cả nhà ơi. Quá trời mũi. Em vệ sinh xong thì em sẽ gắn vào. Xong rồi, bây giờ em sẽ ráp cây đèn vào. Ở trong này nó có cái khớp đó cả nhà. Mình cứ để cho nó ngay và ốp vô là được. Em có hai cây đèn bắt mũi. Cây này thì còn trái, cây kia là đứt dây điện rồi. Một chút Út sẽ sửa cây đèn kia. Út sửa theo cách của Út, không có máy hàn chì, nhưng mà Út cũng vẫn sửa được theo cách của mình. Chút xíu nữa cả nhà sẽ xem Út sửa cây đèn bắt mũi nhà Út này nha. Út bị cảm nên cái tiếng nói hơi khó nghe. Thank you.
Thì giờ là Út đã xong một cây và sắp sửa tới cây đèn thứ hai nha cả nhà. Đây là cây đèn thứ hai. Một dây điện và nó không còn trái nữa. Sạch mấy con muỗi. Cái cây này thì ít muỗi hơn cái cây đầu Út sửa, Út vệ sinh. Cây đầu Út vệ sinh quá trời muỗi luôn. Cây này thì ít muỗi thôi, không nhiều. Tại vì nó bị hư rồi nên nó không bắt được nhiều muỗi. Chút xíu nữa Út sẽ sửa nó theo cách của Út cả nhà xem nha. Út không có máy hàng chì nhưng mà Út cũng sửa được. Thank you.
là cây keo, keo mà để người ta dán nón, dán những cái bông vô trong quần áo là nón đâu đó cả nhà, kêu bằng keo nhựa. Bây giờ Úc sẽ lấy keo này, Úc dán sợi dây điện bị bung vô cho nó dính vô, hay vì người ta hàn chì, còn Úc thì không có chì để hàn, Úc sẽ dán bằng keo cho nó dính. Úc làm tới cái cây á, cho nó dính vô, nhưng mà khi mà Út dán keo cho nó dính cái sợi dây điện bị bung ra này á, là Út phải cạo cạo cái phần cục chì á, Út mài nó đi để nó ịnh cái dây điện này vô, xong rồi Út mới dán keo vô để cho cái sợi dây với lại cái chì có sẵn đó nó dính sẽ lấy con dao để Úc cạo cho cái chì nó sát xuống. Dao này bén quá, cầm ghê quá. Rồi bây giờ Úc sẽ nhỏ thêm keo lên. Keo mình hơ cho nó nóng thì nó sẽ chảy ra nha cả nhà. Úc đè cho nó dính lại. Nó nguội thì nó sẽ dính cứng lại một chỗ luôn đó. Thank you.
rồi cả nhà, nó nguội rồi, nó dính cứng rồi. Bây giờ Út sẽ đi thử coi nó có cháy lên không nha cả nhà. Trụ này nè, gắn những cái cây vô ngay chỗ cái đó, em xây em gắn vô ngay đây. Ok rồi cả nhà. Rồi, bây giờ chỉ cần đẩy cho nó ngay nữa là xong. Cái đường này nè cả nhà, đó em chỉ để cho nó ngay cái khớp này. Ở dưới này cũng có một đường nữa, mình ốp vào nó ngay cái đường rãnh đó thì cây đèn nó sẽ ok rồi nha cả nhà. Thank you.
chia sẻ với cả nhà cuộc sống thường ngày của Úc. Úc xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ cho Úc. Úc xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Đây là cái đồ để mình cầm sách đi á. Giờ Úc sẽ gắn nó vô trở lại. Cứng quá đi. Cố lên, cố lên. Nó rất là cứng cả nhà ơi. Rất là nhiều mũi luôn.